Hello anh chị, hôm nay hãy cùng em review về mẫu túi chống sốc A18 của thương hiệu Tomtop. Chiếc túi sẽ có kích thước phù hợp với MacBook E15 inch cũng như là những chiếc MacBook laptop có kích thước tương đương. Đi kèm theo chiếc túi sẽ là những chiếc tag, ở đây sẽ là logo của thương hiệu Tomtop. Ở đây sẽ có một mã QR để anh chị mình có thể quét, mình kiểm tra thông tin sản phẩm cũng như là thông tin về bảo hành. Chiếc túi này sẽ được nằm trong bộ sưu tập Tomtop Recycle Collection, thân thiện và bảo vệ môi trường. Phía bên trái sẽ được in một dòng chữ nổi là Tomtop để nhận diện thương hiệu. Trên tay em hiện tại là màu xanh navy, được làm từ chất liệu tái chế cao cấp polyester. Sử dụng công nghệ khóa kéo quay cây cây số 1 Nhật Bản giúp anh chị có thể sử dụng một cách thoải mái, dễ dàng và bền bỉ. Ngăn phục bên ngoài sẽ được lót một lớp vải ni lông trơn. Ngăn phục này mình có thể sử dụng để đựng điện thoại, cáp sạc, ổ sạc cũng như là những vật dụng cơ bản. Đi vào ngăn chính bên trong. Ngăn chính sẽ được lót một lớp microfiber mềm mịn giúp bảo vệ ngoại quan của laptop cũng như là MacBook khi mà anh chị sử dụng, tránh bị chảy xước khi có những cái tác động va chạm. Em sẽ bỏ demo một chiếc MacBook E15 inch để anh chị có thể tham khảo. Đây là hình ảnh sau khi em đã bỏ chiếc MacBook E15 inch. Phía trên sẽ được in một dòng chữ logo của Tomtop. Đây là hình ảnh sau khi em đã bỏ hoàn thiện một chiếc MacBook E15 inch vào bên trong cái túi chống sốc. Nếu có nhu cầu về sản phẩm, anh chị vui lòng truy cập vào trang web macsaigon.com hoặc liên hệ hotline 0888 060688 để được hỗ trợ và tư vấn.